Sau năm 75 tôi cũng thích chết mà. Và khi đó tôi còn mới 20 mấy tuổi thôi, 25-26 tuổi gì thôi, thích chết. Vì sao mà thích chết? Vì lúc đó ông nội của Hòa Thượng Tịnh Diệu, trụ trì chùa Giác Hải ở Vân Ninh, ông đó là bác Cửu Cang, ông làm khuôn trưởng khuôn Thành Công, quê của tôi, ông đau. Thì Hòa Thượng Tịnh Diệu lúc nào con trẻ, bây giờ nói Hòa Thượng chứ lúc nào kêu thầy thôi. Đó thì thầy Tịnh Diệu á, đi về, nghe ông nội đau nặng về, thì lên chùa tôi và nói rằng thầy Thái Hòa ơi, thầy về tổng cho ông nội tôi thầy kinh, cho ông nội tôi đau nặng, và có thầy thuần trực giảm từ tổ đình tới thiên nữa, ba anh em mình về tổng cho ông nội một thầy kinh. Thì ba anh em tôi về thì ông chắp tay ông chào bạch quý thầy. Thì chúng tôi tới hỏi ông khỏe không, thì ông nói giờ cũng không khỏe lắm. Thế thì ông cũng muốn về về Phật không? Ông nói giờ muốn chứ, mà làm sao về được quý thầy, cái nữa là Phật sắp xếp cho mình muốn chứ được. Ông nói vậy. Thì thầy Tịnh Diệu mới nói về tôi, về ông, về thầy Thuần Trực, thôi quý thầy tổng cho ông nội một biển kính A Di Đà. Thì tôi cười tôi nói đi tổng kính A Di Đà mà ông nghe cái cảnh giới tịnh độ nó đẹp, nó trang nghiêm, hạnh phúc quá rồi ông đi về tịnh độ sao? Thì nghe tôi nói như vậy thì ông cười, ông nội ông cười. Gương là cái đó đệ tử đâu có dám mơ ước, bề Phật sắp xếp thôi. Tôi tụng xong điển kinh A Di Đà thì ông mở mắt ra, ông gọi thầy Tịnh Diệu. Thầy tế đứng trên đầu tôi, bắt cái ghế ngồi trên đầu tôi, nói lại cái đại thừa Bồ Tát giới cho tôi nghe, bởi vì ông là thọ tại gia Bồ Tát giới, ăn chay trường. Thì thầy Tịnh Diệu dắt cái ghế ngồi trên đầu ông, nói lại về cái yếu trì của Bồ Tát giới đại thừa, nói về Bồ Đề Tâm. Nói xong rồi thì ông chắp tay lại và ông kêu ba cô con gái, các con pha nước cho quý thầy uống. Ba cô con gái mình nói giờ thưa ông, con pha nước cho quý thầy uống rồi. Giờ ông nói còn ba thầy nữa sắp sửa đến, trên đường đến, chuẩn bị nước đi. Thì ông Tịnh Diệu á, ông vỗ ông nói ôn niệm Phật, đừng có lơi niệm, đừng có lơi niệm, ôn giữ chánh niệm nhất tâm. Thì ông nói không, tôi nhất tâm mà, nhưng mà có ba thầy sắp đến. Thì một lát gì là ba cái người con gái của ông nội á la lên. Nên mấy người tôi đang ngồi uống nước đó thì thấy la lên, hỏi sao mày o la vậy. Mày o mày nói rằng là có ba thầy mặc ba cái áo vàng từ trên không xẹt xuống và đứng trước sân. Mình nhìn ra có thấy gì đâu, mà ba cô đó thấy mà con mình không thấy. Cho nên đúng là không phải dễ gì thấy, nếu mình không phải là có cái duyên tương cảm. Xong cả rồi là mấy anh em tôi thấy ông mặt mày sáng lên, đẹp lắm. Thì thầy Tịnh Diệu thầy nói rằng là ông sắp đi á, cho nên tôi với thầy Phương Trực nữa, hai anh em tới mà đứng trên đầu
hai bên vẫn niệm Phật, thì mấy con cháu chung quanh cũng đứng niệm Phật và ông cùng niệm Phật. Mình niệm Phật cho đến khi ông nhìn chúng tôi, nhìn chung quanh một cái là hai cái tay ông ấp ở trên cái trái tim mà đi. Quý vị thấy ông già chết đẹp không? Chết đẹp. Thấy ông chết mình thèm. Ông già trên 80 tuổi mà ông chết như vậy quá đẹp ấy. Mà khi đó thì mình mới 25 tuổi, 26 tuổi, mình thấy chết đẹp quá, mình cũng thèm chết. Chứ không phải thèm sống đâu nè. Thấy chết đẹp quá, chết quá ngon đó, mình thèm, thèm chết. Đó là chuyện tôi chứng kiến, chứ không phải chuyện sách vở. Chuyện thứ hai là chuyện mẹ tôi. Một người cư sĩ chỉ có tín tâm Tam Bảo thôi, rất tôn trọng chư Tăng, chư Ni. Ngày 22 tháng 8 buổi chiều bà đi kỳ bà cô tôi, rồi xong đó là về nhà. Chị tôi ở trên phố gửi cam, quýt về cho hai ông bà. Thì hai ông bà bắt cái ghế phô tơi nằm trước sân hóng mát. Khi đó khoảng 9 giờ tối, ông già tôi ngủ quên. Rồi bà kêu ông ơi vô trong nhà mà nghỉ, cả xương xuống rồi đau. Ông già tôi vào nhà lớn nghỉ, mẹ tôi thì nghỉ ở nhà dưới. Khoảng 10 giờ là bà dậy. Bà lên bà kêu ông già tôi, ông ơi ra hái cho tôi 9 ngọn lá trường xanh. Ông già tôi ra hái 9 ngọn lá trường xanh xong là rửa nên là đưa vô chỗ bà, đem chỗ bà. Bà ngồi nơi cái nhà ngang giữa cái nhà lớn và nhà nhỏ. Ngồi thẳng băng. Và ông già tôi thấy là, thì bà ngồi bà nhai 9 ngọn lá, thầy yên tâm có chi đâu. Rồi thế là ông già tôi ra đóng cửa ngõ ở trước. Nghe bà niệm Phật 3 tiếng thiệt to như niệm Phật khô canh vậy. Ông già tôi đóng cửa xong đi vô thấy bà đi rồi. Cho nên bà già tôi đâu phải là pháp sư mà giảng tam tạng giáo điển gì đâu. Phải làm luật sư là hòa thượng đường đầu là truyền giới gì đâu. Một Phật tử đơn giản mà thâm tín Tam Bảo, tin nhân quả tội phước, làm cái gì cũng niệm Phật A Di Đà, niệm ngài Quan Âm. Thế mà đến khi bà mất, bà ngồi mà mất, niệm Phật mà mất. Đó. Cho nên đối với tôi, Đức Phật A Di Đà, giáo lý Tịnh Độ, mình có thể chứng nghiệm được, tu tập thành công được nếu mình là nhất tâm.